một nụ hôn nồng thắm để chứng tỏ tình yêu không ạ? Vâng, và bây giờ xin mời chú rể quay về hướng cô dâu đi ạ. Vâng, quay về hướng cô dâu. Vâng, và cô dâu thì quay lại hướng chú rể đi ạ. Vâng, 37 độ C cho nó nóng. Vâng, xin mời ạ. Vâng, cô dâu quay về hướng chú rể. Vâng, cô dâu hãy đặt đôi tay mềm mại của mình lên chỗ nào cứng nhất của chú rể đi ạ. Vâng, có biết chỗ nào cứng nhất không ạ? Chỗ này ạ. Vâng, đôi vai này cứng lắm ạ. Thì mới dựa được vào cả đời chứ ạ. Vâng, xin mời ạ. Cô dâu hãy đặt đôi tay xinh xắn của mình lên đôi vai của chú rể đi ạ. Vâng, vâng, đặt thẳng lên đi. Vâng, và chú rể hãy đặt đôi tay lên chỗ mềm nhất của cô dâu ạ. Vâng, đúng rồi, cao lên một chút nữa. Vâng, cái eo đấy là eo mềm dẻo nhất rồi đấy. Vâng, và bây giờ hai thân hình thả lỏng, mắt lim dim đợi chờ giây phút hạnh phúc. Và cô dâu với chú rể hãy trao cho nhau một nụ hôn. Vâng, chắc chắn là vào đôi môi trái tim rồi. Để đến giờ này sang năm để lấy một thằng cô tít. Vâng, và bây giờ quý vị đồng thanh với tôi nhá. 3, 2, 1, hoa đê. Quý vị đồng hồ trong tay thật lớn để chúc mừng cô dâu và chú rể. Ôi chưa. 3, 2, 1, hoa đê. Quý vị đồng hồ trong tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Vâng, kính chào toàn thể quý vị.